Hello, xin mến chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay bên em có một mẫu micro mới thì em xin giới thiệu với tất cả anh em cùng tham khảo anh em nhé. Mẫu này thì như anh em cũng có thể thấy đúng không ạ? Lấy Acoustic U705S Flute. Hiện tại bên em có bản U705 nhưng mà bản Flute này thì nó sẽ nâng cấp hơn anh em nhé. Nâng cấp hơn một chút thì mời anh em cùng bên em khám phá cái bộ micro này. Giá cũng rất là bình thường thôi, giá cũng rất là bình dân, chỉ ngoài 2 triệu, gần gần 3 triệu anh em nhé. Đấy, thì mời anh em cùng xem con mic này anh em nhé. Nó là một trong những cái bộ mic mà đáng để chơi trong cái tầm giá 2 đến 3 triệu anh em nhé. Đây. Đây là bộ mic. Bộ mic này thì như anh em cũng có thể thấy là có chống lăn này. Đó, có một dây 6 ly anh em nhé. Một bộ nguồn. Nguồn này thì rất là bền luôn anh em nhé. 220V, 12V DC. Đó, ok. Còn đây là pin. Pin này lưu ý với anh em là pin này là pin thử anh em nhé. Nó không không sạc được. Và bên này nó là anten. Nhiều anh em bảo là không thấy anten đâu thì nó ở ngay bên góc này anh em nhé. Ngay bên góc này. Nếu mà anh em nhận được hàng thì anh em sờ bên góc này là thấy anten. Còn phần này thì nó sẽ có cái phần ốc tai để mình bắt vào những cái tủ âm thanh anh em nhé. Ngoài ra thì nếu mà gia đình thì chúng ta có thể tháo ra để nó không bị vướng víu anh em nhé. Đấy, đây là cái tai, nếu mà anh em có tủ âm thanh anh em có thể dùng nó bắt vào. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Và đây là bộ mic của chúng ta. Đấy. Bên dưới là sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Đấy. Bộ mic này thì nó rất là đẹp. Nói chung là rất là đẹp anh em nhé. Anh em có thể nhìn qua. Đấy. Anh em có thể nhìn qua đây. Thì bên này là phần nút nguồn này. Phần volume này, cộng trừ này. Phần đây là phần chúng ta có thể tăng lên xuống của các giải tần. Phần này là phần set sóng anh em nhé. Bên này cũng vậy thôi, logo thương hiệu Lyric Acoustic U705 Flute. Mặt sau thì như anh em cũng có thể thấy rồi, nó có phần hai cái anten, hai cái trình độ nhạy của từng mic anh em nhé, trình độ nhạy sensitivity và nút ba lăng, và nút quan trọng nhất là nút cái ổ 6 ly này. Thì anh em có thể kết nối để mà cho âm thanh nó ra rắc 6 ly với những cái con vang. Còn ba lăng này thì anh em sử dụng Canon, sử dụng cho bàn mixer chẳng hạn anh em nhé. Sản phẩm được bảo hành qua thẻ qua mã vạch. Anh em có thể cào và có thể kích hoạt bảo hành qua tin nhắn anh em nhé. U705S Flute. Giá hiện tại thì bên em đang đưa ra là 2.600.000 đồng anh em nhé. Đây là phần tai mic của nó, anh em có thể nhìn thấy tai mic khá là đẹp đúng không ạ? Tai mic cực kỳ là đẹp luôn. Cái lớp sơn này của nó anh em có thể thấy là lớp sơn này nó bóng, rất là nhìn nó rất là đẹp anh em nhé, bóng. Thương hiệu U75 Flute, em có thể tháo cho anh em xem. Ở đây thì nó có phần hai và lao. Cái này là sử dụng nếu mà anh em muốn sóng tốt thì anh em có thể gạt sang hai nhé. Còn nếu mà trong gia đình thì anh em để lao để nó tiết kiệm pin. Để hai thì để nó tăng cường cái sóng lên. Thì anh em có thể là dùng cho sóng nó tốt hơn. Còn lao thì để tiết kiệm pin hơn anh em nhé. Đấy. Tần số là 610 cho đến 670 MHz. Smart. Con này thì có tự ngắt anh em nhé. Bộ mic này thì có tự ngắt. Đấy, một trong những cái bộ mic mà rất là đẹp. Và cầm trên tay nó rất là đầm tay anh em nhé. Cầm trên tay nó cực kỳ là đầm tay luôn. Thì đây là một trong những cái bộ mic mà thật sự với anh em là đáng để chơi luôn, với giá gần 3 triệu đồng. Giá hiện tại đang là 2 triệu 6 anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Những cái viền này anh em có thể nhìn thấy ạ. Cực kỳ là đẹp anh em nhé. Đấy, rất là trau chuốt tỉ mỉ. Đó, rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Anh em có thể nhìn lại cái tai mic của nó, cực kỳ là đẹp. Ok chưa? Rồi thì em đã
bóc một bộ ra trước rồi để anh em cùng cùng thử anh em nhé. Thì đây là cái bộ mic mà em đã bóc ra rồi. Con này thì nó có tự ngắt, khi cầm lên thì nó sẽ bật tín hiệu anh em nhé. Và em đã kết nối với combo là vang D5, một quản lý nguồn PS9.2 và một cục đẩy mới đó là 8004XS. Thì với cái bộ mic này thì anh em có thể thấy là cái chất âm của nó cực kỳ là sạch, đúng không ạ? Em đang nói trên cái chế độ reverb thì anh em có thể nghe chưa? Cái chất của nó nghe nó rất là bay tiếng anh em nhé. 1, 2, 5, 6. Và cái chất mic nó rất là dày đó. Thì anh em có thể thấy kể cả để hơi xa ra một chút thì nó cũng vẫn rất là bắt cái mic đó. Thì với cái bộ mic này thì như anh em cũng có thể thấy nó có luôn cả một phần đó là giò sóng sạch đó. Cái giò sóng sạch nó rất là tiện, cái là khi anh em sử dụng cho rất nhiều bộ mic khác nhau đó. Ví dụ anh em sử dụng cho quán karaoke chẳng hạn thì rất là nhiều phòng, và những cái phòng ấy sợ là sóng nó trùng nhau, hoặc là khi anh em chơi trong ngoài trời thì sử dụng 3 đến 4 bộ mic thì chúng ta phải dò đến một tần số sóng sạch để mà cho ra nó không bị lẫn lộn sóng từ mic này sang mic kia. Thì con mic này nó có cái chức năng đấy, nó không để lẫn sóng với từ mic A sang mic B hoặc từ mic 1 sang mic 2 anh em nhé. Thì chúng ta chỉ cần ấn giữ nút set. Đấy, giữ nút set thì nó sẽ tự dò cái sóng sạch anh em nhé, tự dò cái sóng sạch cho mình. Đấy, thì anh em có thể thấy khi mà nó dò xong thì anh em đưa cái tay mic vào thì nó đã nhận được cái sóng sạch. Đấy, đây. Đấy, đây là cái nó đang dò sóng sạch xong rồi nhá. Thì nó đang dò cùng cái tay mic của mình. À, để nó ok nhất. Đấy, anh em nhé. Đây là cái tần số sóng sạch là 614200. Đấy. Ngoài ra thì anh em có thể tăng giảm âm lượng ngay trên cái đầu thu mic này, rất là tiện đúng không? Đó, thì anh em có thể tham khảo với cái chất âm của cái bộ mic này anh em nhé. Sóng của cái bộ mic này nó rơi tầm khoảng độ là 80m anh em nhé, 80m. Nó phù hợp cho anh em sử dụng karaoke gia đình đấy, hoặc là anh em chơi cho phòng trà nhỏ hoặc là sự kiện nhỏ anh em nhé. Rất cái tiếng mic của nó cực kỳ là sáng, sạch, bắt mic, và cái chất âm như anh em đã nghe thấy khá cái tiếng bass cũng dày, tiếng chép thì lên rất là tốt. À, thì anh em thể nghe thấy em đang nói trực tiếp trên bộ mic U705S Flute anh em nhé. Bộ mic này lưu ý với anh em giá 2.600.000 đồng, giá cực kỳ tốt cho anh em. À, thì anh em thể nhìn thấy cái mặt của nó cực kỳ đẹp. À, không để anh em chờ lâu, em sẽ hát thử cho anh em nghe nhé. À, em sẽ phải thử cho anh em cái chế độ eco. Anh em có thể nghe đây, đây là em đang pha một chút echo thì cái tiếng của nó cực kỳ là bay tiếng luôn. Sáu bảy tám chín, anh em nghe thấy nó rất là bay tiếng, cực kỳ là bay đó. Lên cao rất là tốt và trầm cũng cực kỳ là tốt. Đấy, thì mời anh em cùng đeo tai nghe. Ê, tiếng cực kỳ hay đúng không anh? Thuyền xa sâu, thuyền đi xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng nghiêng ngả, vẫn đợi thuyền như bên xe quay về. Thank you.
7, 8, 9, 7. Đấy, thì anh em có thể nghe với cái chất âm của cái bộ mic. Cái bộ mic mà em giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em, hẹn anh em ở clip lần sau ạ. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thang Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thang Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.